Cơn khát khí tài của Ukraine gia tăng sức ép cho phương Tây như thế nào? Khi cuộc xung đột ở Ukraine hầu như không có dấu hiệu sẽ ngã ngũ, các nước phương Tây đang nỗ lực duy trì cung cấp khí tài và đạn dược cho Ukraine mà không đe dọa mức độ sẵn sàng chiến đấu của mình. NATO hiện đang thảo luận về cách thức hỗ trợ cho các thành viên nếu kho khí tài của họ ở dưới mức cần thiết nhằm đáp ứng các nghĩa vụ quốc phòng theo Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, một quan chức NATO cho hay. Mặc dù quyết định hỗ trợ quân sự cho Ukraine thuộc về các nước thành viên trong liên minh, nhưng Tổng thư ký NATO đã nhiều lần nhấn mạnh các nước này cần tiếp tục hỗ trợ cho Kiev. Theo ông Stoltenberg, Nga đã phạm sai lầm chiến lược khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, trong đó có việc đánh giá thấp các nước NATO trong cam kết hỗ trợ Ukraine. Trong khi đó, tại Washington, một số cựu quan chức muốn xu hướng tăng ngân sách quốc phòng từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai gần. Thậm chí cả khi không có cuộc xung đột ở Ukraine thì kho khí tài của chúng ta vẫn ở mức thấp, Jeff Nadaner, cựu phó trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Trump cho hay, phương Tây chưa chuẩn bị cho cuộc chiến pháo binh cường độ cao. Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ đã duy trì kho khí tài với số lượng lớn cùng với đất hiếm và các nguyên liệu khác để nhanh chóng sản xuất đạn dược trong trường hợp chiến tranh với Liên Xô nổ ra. Tuy nhiên, Mỹ và châu Âu bắt đầu giảm số lượng khí tài trong kho dự trữ sau khi Liên Xô sụp đổ và khi Washington chuyển hướng sang cuộc chiến chống khủng bố cũng như phụ thuộc nhiều hơn vào đạn chính xác và các công nghệ mới. NATO không thực sự lên kế hoạch để chiến đấu trong những cuộc chiến như thế này, ý tôi là những cuộc chiến sử dụng các hệ thống pháo, xe tăng và đạn dược với cường độ cao. Chúng ta chưa bao giờ dự trữ khí tài cho cuộc chiến kiểu như vậy, ông Frederick Kagan, học giả cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Mỹ cho hay. Trong khi đó, ông Nadano cho biết các tên lửa phóng từ biển như Harpoon và Tomahawk hay tên lửa tấn công trực tiếp và các loại tên lửa thường được Ukraine sử dụng như tên lửa chống tăng Javelin và hệ thống pháo phản lực HIMA hiện đang ở mức thấp. Ukraine đã nhận được 20 hệ thống phóng tên lửa và tiếp nhận thêm 18 hệ thống nữa đang được vận chuyển. Hiện Mỹ và các nước NATO đang hối thúc các công ty quốc phòng phương Tây tăng cường sản xuất. Tuy nhiên, các quan chức và các nhà phân tích cho biết các nhà thầu quốc phòng chậm đưa ra phản hồi bởi họ muốn đảm bảo rằng giai đoạn nhu cầu khí tài gia tăng này sẽ tiếp tục. Tại châu Âu, một số quốc gia trong đó có Đức vẫn do dự trong việc cung cấp xe tăng cho Ukraine. Không ai nghĩ rằng chúng ta sẽ quay lại Thế chiến 2. Và mỗi phút sản xuất một chiếc máy bay hay xe tăng, Camille grand học giả tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, đồng thời từng là trợ lý tổng thư ký NATO cho biết. Pháp đã thảo luận về việc bổ sung kho pháo sau khi cung cấp 16 lựu pháo xe ra cho Ukraine vào mùa hè vừa qua, nhưng nước này đối mặt với những hạn chế về năng lực sản xuất. Nói một cách đơn giản, không có nhiều nước ở châu Âu đủ khả năng sản xuất một chiếc nòng súng, ông Grant nhận định. Ukraine mệt mỏi vì chờ đợi. Vấn đề tăng cường sản xuất khí tài đã thu hút sự quan tâm của các nhà lãnh đạo quốc phòng tại các nước NATO những tháng qua, trong đó có cuộc họp cấp bộ trưởng hồi tháng 6. Bộ Quốc phòng Mỹ đang bắt đầu tái sản xuất đạn pháo mà nước này cung cấp cho Ukraine. Hôm 14 tháng 11, lục quân Mỹ cho biết đã chi hơn 520 triệu đô la Mỹ cho Lockheed Martin vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, để bổ sung kho tên lửa dẫn đường phóng loạt được Ukraine sử dụng. Mặc dù Mỹ tăng cường sản xuất pháo và bắt đầu sản xuất lại tên lửa vác vai, nhưng Lầu Năm Góc vẫn vấp phải chỉ trích từ châu Âu rằng nỗ lực này đang diễn ra quá chậm. Trong khi đó, Ukraine dường như cũng đang mệt mỏi vì phải chờ đợi. Các quan chức ký ép lo ngại họ sẽ cạn kiệt các loại khí tài cơ bản nhất để chiến đấu, trong đó có các tên lửa vác vai như Stinger, Javelin và NLAW trước khi nhận được các loại khí tài mới. Kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, Ukraine đã gần như cạn kiệt kho pháo thời Liên Xô, chiếm 60% kho khí tài của nước này, buộc kỳ ép phải dựa vào các hệ thống pháo theo tiêu chuẩn NATO, vốn không thể sản xuất nhanh chóng. Chúng tôi gần như đã cạn kiệt đạn pháo cỡ nòng 152mm và hoàn toàn phải phụ thuộc vào đạn pháo cỡ nòng 155mm, trong khi loại đạn này rất hạn chế. Ukraine cũng đang bị thách thức khi phải chiến đấu trên nhiều mặt trận, dù quốc gia này có đủ đạn dược và khí tài để duy trì chiến đấu tại khu vực Donbass ở phía đông và Mykolaiv ở phía nam, nhưng nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công ở phía bắc, các nguồn lực của Ukraine sẽ bị kéo căng. Nhận thức được cuộc xung đột ở Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc, các nước phương Tây đang chuẩn bị sẵn sàng cho một giai đoạn thay đổi kéo dài. Môi trường an ninh ở châu Âu đã thay đổi quá nhiều kể từ ngày 24 tháng 2 đến nay, đến mức đây không phải là vấn đề sẽ biến mất qua một đêm, ông Grant cho hay. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine vào ngày 18 tháng 11 trên VTC nào. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù cuộc xung đột tại Ukraine phụ thuộc phần lớn vào tên lửa và pháo binh, nhưng những tiến bộ mới về công nghệ và việc đào tạo binh sĩ thành thạo sử dụng các loại vũ khí mới đang bắt đầu làm thay đổi cách thức chiến đấu và tình hình trên thực địa. Cách đây 3 tháng, khi mà quân đội Ukraine nỗ lực đẩy lùi các lực lượng Nga ở miền Nam, trung tâm chỉ huy ở Kiev đã âm thầm triển khai một loại vũ khí mới ra chiến trường đó không phải là bệ phóng tên lửa đại bác hay các loại vũ khí hạng nặng khác của đồng minh phương tây mà là hệ thống thông tin theo thời gian thực có tên gọi là delta đây là một hệ thống chia sẻ thông tin trực tuyến mà bộ quốc phòng ukraine phối hợp với các đối tác của nato phát triển các quan chức dân sự có thể sử dụng nó để theo dõi và chia sẻ thông tin cần thiết về các lực lượng của nga lần đầu tiên được triển khai trong thực tế, Delta không chỉ là một hệ thống cảnh báo sớm mà còn có khả năng kết hợp với các bản đồ và cung cấp hình ảnh về khí tài quân sự của đối phương, cho biết có bao nhiêu binh sĩ đang di chuyển cũng như vũ khí mà họ mang theo. Dữ liệu từ Delta kết hợp với thông tin tình báo từ phương Tây cùng vệ tinh giám sát và UAV sẽ giúp cho quân đội Ukraine xác định cần phải tấn công ở vị trí nào và tấn công như thế nào bên cạnh hệ thống thông tin Delta, hàng loạt vũ khí tiên tiến mới do phương tây cung cấp cho Ukraine cũng là lần đầu tiên được đưa vào thực chiến trong quá trình phản công tại Khai Sơn. Có thể thấy, Delta chỉ là một trong những ví dụ điển hình về việc Ukraine đã trở thành nơi thử nghiệm các hệ thống thông tin và những vũ khí tối tân mà nhiều quan chức chính trị phương Tây và các chỉ huy quân sự của phương Tây dự đoán có thể định hình các cuộc chiến trong tương lai. Những tiến bộ mới về công nghệ và quá trình huấn luyện, đào tạo binh sĩ đang bắt đầu làm thay đổi cục diện chiến trường. Ngoài Delta, có rất nhiều loại vũ khí khác được sử dụng như là vũ khí chống UAV Skywiper, xuồng điều khiển từ xa và phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng không do Đức chế tạo mà chính quân đội Đức cũng chưa từng sử dụng. Giới chuyên gia Ukraine nhận định rằng, chiến trường của quốc gia này hiện là nơi thử nghiệm tốt nhất những loại vũ khí mới này. Kiev có cơ hội áp dụng tất cả các lý thuyết vào thực tiễn và tạo ra sự thay đổi mang tính cách mạng trong công nghệ quân sự và chiến tranh hiện đại. Trong trao đổi ngắn với các phóng viên vào ngày 17 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Ukraine là hậu quả của việc Kiev không sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Ông nói rằng Ukraine đã nhiều lần thay đổi quyết định đàm phán với Nga trong suốt cuộc xung đột kéo dài 9 tháng và đến nay Nga không thể trông chờ vào nước này nữa. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh trong bối cảnh này, Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự, đồng thời các cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Ukraine là hậu quả của việc Kiev không sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Đối tác Ukraine của chúng tôi thay đổi suy nghĩ nhanh hơn thời tiết. Hôm nay họ đồng ý đàm phán, ngày mai họ lại từ chối đàm phán. Sau đó họ liền thông qua một đạo luật thực tế cấm bất kỳ hình thức đàm phán nào sau đó họ nói rằng họ lại muốn đàm phán, nhưng là đàm phán công khai. Thật khó để tưởng tượng ra một cuộc đàm phán công khai sẽ như thế nào. Khái niệm đàm phán công khai không tồn tại, đặc biệt là các cuộc đàm phán công khai ở cấp độ như vậy. Rõ ràng là phía Ukraine không muốn bất kỳ cuộc đàm phán nào. Vì vậy, chiến dịch quân sự ở Ukraine vẫn tiếp tục và các mục tiêu của nó phải đạt được. Washington nếu muốn có thể tác động để Kyiv ra đàm phán. Washington nếu muốn hoàn toàn có khả năng quan tâm tới những mối lo ngại của nga. Washington nếu muốn có thể gạt bỏ tất cả những kế hoạch quân sự liên quan tới Ukraine và dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tất cả các cuộc đàm phán đều phải có mục tiêu. Mục tiêu của chúng tôi ai cũng đều rõ rồi. Những mục tiêu này chỉ có thể đạt được thông qua chiến dịch quân sự ở Ukraine hay thông qua đàm phán. Trong ngày 17 tháng 11, nhiều vụ nổ được ghi nhận tại các khu vực như cảng Odessa ở phía nam, thủ đô Kiev và thành phố Dnipro ở miền trung. Người dân được kêu gọi tìm nơi trú ẩn khi cảnh báo không kích được phát ra. Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, trong đó có nhiều đợt tấn công tên lửa nặng nề nhất kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine.